Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Cuốn 1, chương 60, ngày nào đầu tóc cũng ướt. Phật từ giả dường Ambalalathika, người đi đến Nalanda. Sau khi thăm viếng và giáo hóa tại đây, người đi về Chimba. Chimba là thành phố lớn nhất của xứ Ương Già. Xứ này nằm dưới quyền bảo hộ của vua Tần Bà Sala nước Ma Kiệt Đà. Dân cư ở đây đông đúc, ruộng đất ở đây phì nhiêu, cây cỏ ở đây xanh tươi. Phật cư trú trong một khu rừng mát mẻ bên bờ hồ Gatgara, trong hồ hoa sen nở thơm ngát. Nghe Phật tới, dân chúng lũ lượt đến thăm người. Có một người trai trẻ dòng Bà La Môn giàu có tên là Chủng Đức, nổi tiếng là thông minh xuất chúng tại địa phương này, cũng có ý muốn đi viếng Phật. Những người Bà La Môn khác cố ý ngăn giữ không cho ông ta đi, bảo rằng nếu Chủng Đức tới thăm Sa Môn Cù Đàm thì gây uy tín cho vị Sa Môn này nhiều quá. Chủng Đức mỉm cười trả lời rằng: Phật là một nhân vật lỗi lạc, trên đời chỉ có một, và nếu không đi thăm người thì thật là bổ phí cơ hội ngàn năm một thuở. Ta phải đi để học hỏi chứ, để biết ta hơn Sa Môn Cù Đàm ở những điểm nào, và Sa Môn Cù Đàm hơn ta ở những điểm nào. Vừa nói Chủng Đức vừa mỉm cười bí mật. Nghe Chủng Đức nói vậy, hàng trăm người trí thức Bà La Môn khác cũng muốn xin đi theo. Họ tìm tới nơi Phật cư trú. Ai cũng có đức tin nơi Chủng Đức. Người trí thức này, theo họ nghĩ, sẽ không làm mất mặt với Bà La Môn trước đám đông quần chúng đông đảo đến viếng Phật. Chủng Đức còn chưa biết mở đầu câu chuyện ra sao cho thông minh, thì Phật đã ân cần hỏi: Xin các vị học giả trong giới Bà La Môn, hãy cho chúng tôi biết đâu là những điều kiện thiết yếu để có thể thực sự là một người Bà La Môn chân chính. Quý vị nói đi, và nếu cần thì nên viện dẫn kinh điển dạy đà của quý vị. Chủng Đức rất hoan hỷ. Kinh điển dạy đà là lãnh vực chuyên môn của ông. Ông nói: Sa Môn Cù Đàm, một vị Bà La Môn đích thực phải có đủ 5 điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải có dung sắc đẹp đẽ. Thứ hai là phải biết kỹ thuật xướng tụng và chú thuật. Thứ ba là phải có huyết thống thuần túy trong 7 đời. Thứ tư là phải có đức hạnh. Và thứ năm là phải có tuệ giác. Phật lại hỏi: Trong 5 điều kiện ấy, điều nào là căn bản? Còn điều nào dù là không có thì người Bà La Môn vẫn còn có thể đích thực là một người Bà La Môn? Trả lời dần theo những câu hỏi của Phật, Chủng Đức đi đến kết luận rằng 2 điều kiện sau chót là 2 điều kiện căn bản của một vị Bà La Môn đích thực. Chủng Đức công nhận rằng các điều kiện dung sắc, kỹ thuật xướng tụng, chú thuật và huyết thống 7 đời không phải là những điều kiện căn bản. Không có 3 điều kiện ấy, nhưng nếu có các điều kiện đức hạnh và tuệ giác thì người ta vẫn có thể là một vị Bà La Môn đích thực như thường. Gần 500 vị Bà La Môn có mặt đưa tay phản đối Chủng Đức. Họ kết tội Chủng Đức đã bị Phật dùng lý luận đưa tới chỗ phải chấp nhận lập trường của Phật và chối bỏ một điều kiện mà họ cho là căn bản, là điều kiện quyết thống. Họ đã đặt hết niềm tin nơi sự thông minh và tài mẫn tuệ của Chủng Đức mà họ coi là vị lãnh đạo tinh thần của họ. Nay Chủng Đức công nhận lập trường của Phật thì họ bị mất mặt biết bao. Phật can thiệp: Này quý vị quan khách, nếu quý vị có lòng tin nơi người lãnh đạo của quý vị là Chủng Đức thì quý vị im lặng đi để tôi tiếp tục đối thoại với ông ta. Còn nếu quý vị không có lòng tin ở ông ta thì quý vị xin ông ta im lặng đi để tôi nói chuyện với quý vị. Mọi người lặng thinh. Chủng Đức nói: Xin Sa Môn Cù Đàm yên lòng, để tôi xin có đôi lời nói với các bạn của tôi. Rồi Chủng Đức quay lại với 500 vị Bà La Môn.
Ông ta chỉ vào một thanh niên ngồi hàng đầu và nói: "Các bạn có thấy cháu tôi, vị thanh niên Bà La Môn tên là Angaka đang ngồi kia không? Angaka là một người thanh niên tuấn tú khôi ngô, có phong thái trang nhã và thanh cao. Đứng về phương diện dung sắc, trong chúng ta không ai so được với Angaka, trừ Sa Môn Cồ Đàm ra mà thôi. Angaka lại thông hiểu ba bộ kinh Vệ Đà, thông hiểu văn phạm, ngữ pháp và kỹ thuật xướng tụng và chú thuật. Điều này ai cũng biết. Angaka cũng có huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời, kể cả về bên cha lẫn bên mẹ. Angaka có đủ ba điều kiện là dung sắc, kỹ thuật xướng tụng, chú thuật và huyết thống thanh tịnh. Nhưng giả sử Angaka sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì dung sắc ấy còn có giá trị gì? Kiến thức Vệ Đà và chú thuật còn có giá trị gì? Và huyết thống thanh tịnh bảy đời còn có giá trị gì? Thưa các bạn, hai điều kiện sau mới là hai điều kiện căn bản của một người Bà La Môn đích thực, đó là giới hạnh và tuệ giác. Đây là sự thực chung cho tất cả chúng ta, chứ không phải là sự thực riêng của Sa Môn Cồ Đàm." Chủng Đức nói đến đây thì tiếng hoan hô của quần chúng nổi lên vang dậy. Đợi cho tiếng hoan hô chấm dứt, Phật hỏi Chủng Đức: "Nhưng trong hai điều kiện căn bản còn lại là giới hạnh và trí tuệ, ta có thể bỏ bớt một điều để giữ lại một điều hay không?" "Thưa Sa Môn Cồ Đàm, không thể được. Nhờ giới hạnh tinh nghiêm mà tuệ giác phát triển, nhờ tuệ giác phát triển mà giới hạnh càng tinh nghiêm. Sa Môn Cồ Đàm, cũng như lấy tay để rửa tay, lấy chân để kỳ cọ chân, hai thứ giới hạnh và tuệ giác nâng đỡ và phát triển lẫn nhau. Giới hạnh làm cho tuệ giác thêm sáng tỏ, và tuệ giác làm cho giới hạnh thêm thanh tịnh. Giới hạnh và tuệ giác là hai cái quý nhất ở trên đời." Phật nói: "Hay lắm Chủng Đức, những điều ông nói đúng là sự thật. Giới hạnh và tuệ giác là hai cái quý nhất trên đời. Ông hãy nói thêm đi, làm thế nào để phát triển giới hạnh và tuệ giác đến mức cao độ nhất?" Chủng Đức chắp tay xá Phật, mỉm cười: "Bạch Sa Môn, xin người chỉ dạy cho. Chúng con chỉ biết nguyên tắc thế thôi. Sa Môn là người có thực tập và có chứng đắc, xin người giải bày cho chúng con rõ đâu là những phương pháp có thể giúp ta phát triển giới hạnh và tuệ giác đến mức viên mãn." Phật bắt đầu dạy đạo giải thoát. Người nói đến nguyên tắc tam học là giới, định, tuệ. Có giới thì có định, có định thì có tuệ, có tuệ thì giới thể càng vững. Giới thể càng vững thì định lực càng lớn, định lực càng lớn thì tuệ giác càng sâu. Người nói đến phép quán duyên sinh để phát trừ những kiến chấp về thường, về ngã, để cắt đứt những sợi dây tham ái, hờn giận, si mê, để đạt tới giải thoát và an lạc. Chủng Đức say sưa nghe Phật nói. Khi Phật dứt lời, Chủng Đức đứng dậy chắp tay: "Sa Môn Cồ Đàm, con xin cảm ơn Sa Môn đã mở mắt cho con hôm nay. Những lời của Sa Môn nói đã có hiệu lực đưa con ra khỏi vùng tâm tối. Con xin được quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng để làm một kẻ môn đệ của người. Con xin kính thỉnh Phật và giáo đoàn ngày mai tới nhà con thọ trai." Cuộc đàm thoại hôm ấy giữa Phật và giới trí thức trẻ tuổi Bà La Môn thật là hào hứng và đã gây chấn động sâu xa trong mọi giới. Những người tuổi trẻ trong giới Bà La Môn đi theo Phật rất đông. Sau đó ít lâu, một người thanh niên Bà La Môn nổi tiếng khác tên là Ambattha và thầy của anh ta là Bodhkarasadi, do một cuộc thâm viếng và đàm đạo với Phật, cũng đã phát nguyện quy y Tam Bảo. Việc này xảy ra tại một làng Bà La Môn tên là làng Lecha Nankala trong vương quốc Câu Tắc La. Phong trào thanh niên Bà La Môn theo Phật càng ngày càng lớn. Niềm bực tức của những nhà lãnh đạo Bà La Môn và của các giáo phái cũng vì vậy mà khó tiêu tan đi được. Tại công viên Ambalathika, Đại Đức Cát Tường đã có dịp gần gũi Đại Đức Mục Kiền Liên để hỏi thăm về các giáo phái hiện đang thịnh hành nhất
và đã được Đại Đức nói cho nghe một cách sơ lược về chủ trương của các giáo phái ấy. Trước hết là giáo phái của đạo sĩ Purana Kassapa. Phái này chủ trương một thái độ hoài nghi về luân lý, cho rằng ý niệm về thiện và ác chỉ là nhận thức do thói quen và tập quán mà có. Kế đến là giáo phái của đạo sĩ Madhukali Gosala. Giáo phái này chủ trương thuyết tất nhiên, cho rằng hành vi và vận mạng con người đều do những quy luật vận hành tự nhiên sắp đặt và con người không thể làm gì hơn được. Nếu 500 hoặc 1000 kiếp sau mà con người được giải thoát thì đó cũng chỉ là do sự vận hành của tự nhiên giới, chứ không phải vì nỗ lực của con người mà có giải thoát. Thứ ba là giáo phái của đạo sĩ Achita Kesakambali chủ trương một thuyết duy vật thuần túy, cho rằng con người là do bốn yếu tố đất, nước, lửa và không khí tạo thành, và sau khi chết thì không còn gì nữa. Theo phái này, mục đích của đời người là hưởng lạc trong khi con người đang còn sống. Giáo phái thứ tư do đạo sĩ Bakuddha Katkayana cầm đầu, chủ trương ngược lại thuyết của giáo phái của đạo sĩ Achita. Giáo phái này chủ trương thuyết bất diệt, cho rằng tâm ta cũng như thân ta không bao giờ có thể bị hủy diệt. Theo giáo phái này, có bảy yếu tố làm nên con người, đó là đất, nước, lửa, không khí, khổ, vui và sinh mạng. Sống và chết chỉ là hiện tượng bên ngoài do sự kết hợp hay tụ tán của bảy yếu tố ấy tạo nên, trong khi tự thân của bảy yếu tố ấy là trường cửu và bất diệt. Giáo phái thứ năm là do đạo sĩ Chanchaya Belachibutta thành lập. Ngày xưa các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã từng theo học với đạo sĩ này. Đạo sĩ Chanchaya giải thuyết thích ứng, cho rằng chân lý tùy thuộc vào trường hợp, vào không gian và vào thời gian. Có thể trong trường hợp này, thời gian này và địa phương này, một điều nọ có thể là chân lý, nhưng trong trường hợp khác, thời gian khác và địa phương khác thì điều đó có thể không còn là chân lý. Nhận thức con người là do thước đo của muôn vật. Giáo phái thứ sáu là giáo phái của đạo sĩ Nigantha Nataputra. Các đạo sĩ trong giáo phái này thực hành pháp khổ hạnh cực đoan, không mặc quần áo và giữ giới bất sát một cách tuyệt đối. Đạo sĩ Nigantha chủ trương một thứ văn mạng luận có tính cách nhị nguyên, cho mạng và phi mạng là nền tảng cho vũ trụ và sự sống. Thế lực của các du sĩ lõa hình này trong xã hội khá lớn, và với đoàn khất sĩ của Phật, các du sĩ lõa hình đã có nhiều liên lạc và tiếp xúc qua lại. Điểm tương đồng căn bản giữa giáo đoàn du sĩ và giáo đoàn khất sĩ là ý niệm tôn trọng sự sống, nhưng giữa hai giáo đoàn có nhiều điểm dị biệt. Có những vị trong giáo đoàn Nigantha đã tỏ vẻ rất chống đối giáo đoàn khất sĩ. Đại đức Mục Kiền Liên thường không chịu đựng được thái độ quá khích của một số các vị du sĩ lõa hình và đã không ngần ngại nói lên cảm tưởng ấy. Vì thế, Đại đức thường bị các du sĩ lõa hình chống đối kịch liệt. Về tới Xá Vệ, Phật cư trú ở tu viện Đông Viên, nơi có giảng đường Lộc Mẫu. Các giới đệ tử nghe Phật về đến thăm người không ngớt. Một buổi sáng, nữ thí chủ Visakha tới tìm Phật, đầu tóc và xiêm y ướt đẫm. Phật hỏi: Visakha, bà đi đâu về mà đầu tóc và xiêm y ướt đẫm như thế này? Visakha khóc: Lạy Đức Thế Tôn, đứa cháu nội của con mới chết, con buồn quá đi tìm Phật mà quên mang theo cả dù cả nón. Visakha, đứa cháu nội của bà lớn mấy tuổi? Cháu bị mất gì bệnh gì? Bạch Thế Tôn, nó mới có 3 tuổi thôi, nó bị bệnh thương hàn. Tội nghiệp cháu quá. Này Visakha, bà có tất cả là bao nhiêu con và cháu? Bạch Thế Tôn, con có tới 16 đứa con
9 đứa đầu đã lập gia đình, và con đã có tới 8 đứa cháu, vừa nội vừa ngoại. Bây giờ con chỉ còn có 7 đứa cháu, toàn là cháu ngoại. Visakha, bà cũng có nhiều cháu lắm phải không? Dạ, bạch Đức Thế Tôn, con muốn có thật nhiều con và thật nhiều cháu, nhà càng đông con cháu thì lại càng vui. Này Visakha, nếu con cháu bà nhiều như dân số ở thủ đô Xá Vệ này thì chắc là bà vui lắm. Dạ, thưa Đức Thế Tôn, nếu mà có được nhiều con và nhiều cháu như dân số ở Xá Vệ thì còn gì bằng. Visakha, bà có biết mỗi ngày ở thủ đô Xá Vệ có bao nhiêu người chết không? Thưa Thế Tôn, có ngày thì 10 người chết, có ngày thì 9 người, 8 người, 7 người hay 6 người, ít nhất cũng là 1 người. Thế Tôn, ở Xá Vệ không có ngày nào là không có người chết cả. Này Visakha, nếu con cháu của bà đông đúc như dân cư ở Xá Vệ thì ngày nào mà tóc tai và quần áo của bà lại không ướt đẫm như thế kia? Visakha chắp hai tay lại. Thôi, thôi, con không muốn con cháu đông đảo như dân số ở Xá Vệ nữa đâu. Con hiểu rồi, càng thương nhiều càng bị ràng buộc nhiều, càng bị ràng buộc nhiều thì càng khổ đau nhiều. Phật đã dạy con điều này nhiều lần mà con cứ quên mãi. Phật im lặng mỉm cười. Visakha nói: Thế Tôn, người thường du hành quá độ khắp nơi mà chỉ về Xá Vệ vào lúc trước mùa mưa. Đệ tử chúng con nhiều khi nhớ Phật lên tu viện thăm thì ít khi được gặp người. Mỗi khi chúng con đến, chúng con chỉ biết đi vòng 3 lần quanh tỉnh thất của người rồi đi về mà thôi. Phật dạy: Visakha, bà nên nhớ rằng việc tu học tinh tiến theo giáo pháp cần thiết hơn là việc thăm viếng. Mỗi khi tới chùa, các vị đều có dịp nghe các vị đại đức thuyết pháp để học hỏi thêm về giáo lý và để đem về thực hành. Giáo pháp ấy chính là thầy đó. Đừng vì sự vắng mặt của thầy ở tu viện mà sao lãng việc tu học. Đại đức A Nan Đà bạch: Con có ý định là sẽ trồng một cây bồ đề ngay trong tu viện. Mỗi khi các vị đến thăm Phật mà không có Phật thì có thể đến thăm và làm lễ cây bồ đề. Như vậy thì cũng như làm lễ Phật. Chúng con sẽ đặt một pháp tọa bằng đá dưới gốc bồ đề. Nếu các vị đệ tử đem hoa tới cúng dường Phật, các vị có thể dâng hoa trước pháp tọa, làm lễ và đi 3 vòng xung quanh cây bồ đề để quán niệm về Phật. Bà Visakha nói: Ý kiến của đại đức rất hay, nhưng biết lấy cây bồ đề con ở đâu ra mà trồng? Đại đức A Nan Đà nói: Ta có thể đến xin hạt của cây bồ đề ở thôn U Lâu Từng Loa, nơi Phật thành đạo. Visakha, bà đừng lo, tôi sẽ phụ trách về việc lấy hạt, ươm hạt và trồng cây bồ đề. Tôi sẽ trồng một cây ở tu viện Kỳ Duyên và một cây ở ngay đây. Nữ thí chủ Visakha đã cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bà lạy Phật và đại đức A Nan Đà rồi ra về. Chương 61: Tiếng gầm sư tử lớn. Mùa an cư năm nay, nhân một câu hỏi của đại đức A Nan Đà về đạo lý duyên sinh, Phật đã dạy các vị khất sĩ về 12 nhân duyên như là động cơ của guồng máy sinh tử. Người bảo thầy A Nan Đà: Đạo lý duyên sinh là một đạo lý rất vi diệu và thâm sâu. Các vị đừng nghĩ rằng có thể thấu hiểu được hết chiều sâu của đạo lý này bằng ngôn từ và lý luận. Các vị khất sĩ, ngày xưa thầy Ca Diếp nhờ được nghe đạo lý nhân duyên mà thấy được và vào được chánh pháp. Ngày xưa Xá Lợi Phất cũng nhờ nghe được một bài kệ về đạo lý nhân duyên mà hôm nay đã trở nên một trong những khuôn mặt của chúng trung tôn. Này các vị, trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày, các vị phải quán chiếu về tự tính duyên sinh của vạn pháp.
nhìn vào một tờ lá hay một hạt mưa, các vị phải tổng thấy cho được tất cả những điều kiện gần xa đã đưa tới sự có mặt của tờ lá ấy hay của hạt mưa ấy. Các vị nên biết rằng thế giới được dệt thành bởi những màn nhân duyên chằng chịt. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Sự sinh diệt của một pháp tùy thuộc vào sự sinh diệt của tất cả các pháp. Sự sinh diệt của tất cả các pháp tùy thuộc vào sự sinh diệt của một pháp. Trong cái một có cái tất cả, và trong cái tất cả có cái một. Cái một tức là cái tất cả, cái tất cả tức là cái một. Không có cái một thì không có cái tất cả, không có cái tất cả thì không có cái một. Đây là chỗ vi diệu của đạo lý duyên sinh. Nếu quan sát cho thấu triệt tự tính của vạn pháp, các vị sẽ vượt thoát được ra ngoài cái lo và cái khổ về sinh tử. Nói một cách khác hơn là thoát ra được ngoài vòng sinh tử. Các vị khất sĩ, duyên khởi chằng chịt nhiều tầng nhiều lớp, nhưng quý vị có thể phân biệt bốn loại, đó là nhân duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên và sở duyên duyên. Nhân duyên là điều kiện chính yếu gần nhất, như hạt lúa là điều kiện chính yếu để phát sinh ra cây lúa. Tăng thượng duyên là những điều kiện phụ trợ như nắng, mưa, hơi ấm, đất mộc, giúp cho hạt lúa nảy mầm lớn lên thành cây lúa. Đẳng vô gián duyên tức là sự tiếp nối không gián đoạn của dòng lưu chuyển. Thiếu sự tiếp nối thì sự trưởng thành của cây lúa bị gián đoạn nửa chừng. Sở duyên duyên là đối tượng của nhận thức, bởi vì nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì. Nhận thức không rời đối tượng nhận thức, hạt lúa, cây lúa và các điều kiện xa gần đưa tới sự có mặt của cây lúa, tất cả đều là đối tượng của nhận thức, không thể tách rời ra khỏi nhận thức, tâm thức, vì vậy là một điều kiện căn bản của hiện hữu. Này các vị khất sĩ, sở dĩ có khổ đau là vì có sinh tử. Tại sao có sinh tử? Tại vì có vô minh. Nếu các vị quán chiếu và thấy được tự tính duyên khởi của vạn vật, thì các vị sẽ tiêu diệt được vô minh. Tiêu diệt được vô minh thì siêu thoát được quan niệm về sinh tử. Thoát được sinh tử thì diệt được mọi đau khổ và lo âu. Này các vị, có tử là vì có sinh, có sinh tử là vì còn ý niệm có ta, còn ý niệm có ta là vì bị dính mắc, bị dính mắc là vì tham ái, tham ái là vì không thấy được tự tính của cảm giác, không thấy được tự tính của cảm giác là vì bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng. Bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng là vì tâm tư không sáng suốt và an tịnh. Tâm tư không sáng suốt và an tịnh là vì tâm thức hôn mê. Tâm thức hôn mê là vì vô minh. 12 cái khoen của dòng xích ấy nối liền nhau, trong một cái có cả 11 cái kia, thiếu một cái thì 11 cái kia cũng không có. Tử, sinh, hữu, thụ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành và vô minh là tên gọi của 12 cái khoen ấy. Các vị khất sĩ, vô minh là chất liệu căn bản của cả 12 nhân duyên. Nhờ quán chiếu tự tính duyên sinh, ta lấy ánh sáng của trí tuệ làm tan rã chất liệu vô minh đó, và ta vượt thoát được tất cả những lo sợ đau buồn của sinh tử.
người phàm phu bị nhấn chìm trong biển khổ sinh tử, bậc giải thoát khởi trên những đợt sống sinh tử mà đi. 12 cái quen của dòng xích trở nên 12 cái bánh xe của một cỗ xe chở người tới giác ngộ. Bậc giác ngộ sống trên đời nhưng không bao giờ bị cuộc đời làm cho chìm đắm. Các vị khất sĩ, các vị đừng trốn chạy sinh tử, các vị chỉ cần vượt thắng lên trên sinh tử mà thôi. Siêu việt sinh tử, đó là chí khí của bậc đại trượng phu. Trong một buổi pháp đàm được tổ chức sau đó mấy hôm, Đại Đức Ca Diếp cho biết Phật đã từng giảng dạy nhiều lần về đạo lý nhân duyên, và đạo lý này có thể coi như là trọng tâm của đạo giác ngộ. Và Đại Đức cho biết có lần Phật đã dùng hình ảnh một bó lau để làm ví dụ. Người nói không có ai làm ra các nhân duyên cả, mà chính các nhân duyên tự làm ra nhau. Vô minh làm ra hành, và hành làm ra vô minh. Hành làm thức, và thức làm ra hành. Cũng như những cọng lau dựa vào nhau mà đứng, một cọng lau bị kéo qua một bên thì cọng kia rơi xuống. Vạn vật trong vũ trụ cũng vậy, một làm ra tất cả, và tất cả làm ra một. Nhìn cho sâu, ta thấy cái một trong tất cả, và ta thấy tất cả trong cái một. Cũng mùa an cư năm nay, Phật bị một nhóm Bà La Môn âm mưu trả thù bằng cách vu cáo rằng người đã ăn nằm với một người đàn bà cho đến khi người này có thai rồi bỏ. Vụ âm mưu này được tổ chức rất khéo. Những người chủ mưu đã tìm được một cô gái trong giới Bà La Môn sẵn sàng cộng tác với họ. Cô này tên là Chiên Già, nhan sắc khá mặn mà. Những người chủ mưu đã than thở với cô về sự sụp đổ của niềm tin nơi đạo Bà La Môn của giới trẻ tuổi. Giới trẻ tuổi Bà La Môn đã theo Phật nhiều quá, và trong số ấy có những người rất xuất sắc. Một khi theo Phật, họ đã không ngần ngại nói tới những cái mà họ cho là sai lầm và hẹp hòi trong đạo Bà La Môn. Nóng lòng vì nền đạo đức của tổ tiên, cô Chiên Già nói rằng cô có thể làm bất cứ gì để cứu vãn tình thế, và cô đã làm theo những lời chỉ dẫn của những người chủ mưu. Ngày nào cô cũng ăn mặc thật đẹp và đi về tu viện Kỳ Viên, trên tay luôn luôn có một bó hoa. Nhưng cô không đi chùa vào giờ người khác đi chùa. Cô chỉ tới chùa vào giờ những người khác rời chùa để về nhà sau khi nghe thuyết pháp. Ai hỏi đi đâu, cô chỉ mỉm cười mà không nói. Có khi cô lại nói nửa úp nửa mở: "Tôi đi đâu thì đi, việc gì tới quý vị mà hỏi?" Thiên hạ lấy làm hồ nghi. Sau đó nhiều tuần lễ, cô lại trả lời người ta như sau: "Tôi đi thăm Sa Môn Cồ Đàm." Rồi mấy hôm sau cô lại nói: "Tôi ngủ lại tu viện Kỳ Viên, thật là vui." Những điều đó làm nhiều người chối tai, nhưng cũng làm cho nhiều người sinh ra hoài nghi. Tuy nhiên không ai phê phán gì. Cho đến một hôm, Chiên Già xuất hiện trong một buổi thuyết pháp của Phật. Bụng của cô đã phình lên khá lớn. Phật đang thuyết pháp nửa chừng thì cô bước lên. Trước mặt thính chúng đông đảo, cô nói lớn: "Sa Môn Cồ Đàm, Ngài thuyết pháp rất là hay, và Ngài là một người có thế lực lớn. Nhưng Ngài không bảo bọc được cho một người đàn bà yếu đuối đã vì Ngài mà bụng mang dạ chữa. Đứa con trong bụng này là của Ngài. Nếu Ngài không chịu nhận trách nhiệm làm cha nó thì ai nhận đây?" Thính chúng xôn xao, mọi người đưa mắt hỏi nhau rồi nhìn lên Phật. Phật nói với Chiên Già, miệng người mỉm cười: "Này cô bé, chuyện này là thật hay giả thì chỉ có cô và ta biết rõ mà thôi." Chiên Già hơi mất bình tĩnh, nhưng cô cố lấy giọng rắn rỏi: "Đúng rồi, việc này có thật hay không, có thật thì chỉ có Sa Môn Cồ Đàm và tôi biết rõ mà thôi." Quần chúng không chịu được sự ngạc nhiên nữa, nhiều người xô ghế đứng dậy, nhất là những người ngồi phía sau. Chiên Già hoảng hốt,
tưởng thiên hạ đang lên tấn công mình. Cô tìm cách thoát thân. Cô vụng về vấp phải một cái cột nhà. Cô gượng níu lấy cột nhà để đứng dậy. Lúc đó có một sợi dây đứt và miếng gỗ tròn lép từ trong bụng cô rơi xuống, đánh rầm một cái. Miếng gỗ khá nặng, miếng gỗ dày ở giữa nhưng có mép mỏng ở chung quanh. Miếng gỗ rơi xuống trúng vào hai ngón chân của bàn chân cô, làm cô đau đớn. Chân già rú lên, cúi xuống ôm lấy bàn chân. Cái bụng của cô bây giờ xẹp lép. Quần chúng thở phào nhẹ nhõm, nhiều người phá lên cười ngặt nghẽo. Có một ni sư đứng dậy và tiến lên, đó là ni sư Khema. Ni sư bước tới, dịu dàng dìu chiên già ra khỏi phòng. Đợi hai người khuất bóng, Phật trở lại với bài thuyết pháp. Giọng nói của người bình thản như là vừa rồi chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Phật nói: Đại chúng, đạo lý giác ngộ có năng lực công phá những thành trì kiên cố nhất của vô minh, cũng như ánh sáng có năng lực làm tiêu tan bóng tối. Những đạo lý như bốn sự thật vô thường, vô ngã, duyên sinh, bốn niệm xứ, bảy giác chi, ba cánh cửa giải thoát và con đường tám sự chân chính đã được tuyên thuyết trong dân gian như những tiếng gầm của một con sư tử lớn đẩy đuôi hàng trăm ngàn tà thuyết và ý luận. Này các vị, sư tử là vua của các loài thú. Khi nó ra khỏi hang, con sư tử uống mình và dương dai. Sau khi uống mình và dương dai, nó đưa cặp mắt sáng nhìn ra bốn phía, rồi nó gầm lên ba tiếng gầm của loài sư tử, sau đó nó mới đi tìm mồi. Này các vị, bất cứ loài thú nào trong rừng nghe tiếng gầm của sư tử đều lấy làm sợ hãi. Có con nhúc nhích, có con run rẩy, có con bỏ chạy, có con rời rã cả tứ chi không còn biết làm gì nữa. Chim bay lên cao, loài cư trú dưới nước như thuồn luồn và cá sấu hấp tấp lội xuống nước. Chồn cáo và các loài ở hang chui xuống hang sâu. Những con voi trong các làng xóm lân cận, dù là voi của vua có trang sức dây nịnh và lộng vàng, đều hoảng sợ tung bỏ tất cả những đồ trang sức mà chạy. Con sư tử có uy lớn như thế đó. Đại chúng, pháp âm của đạo giác ngộ cũng giống như tiếng gầm của con sư tử. Pháp âm giác ngộ được cất lên thì tất cả các tà thuyết được run sợ. Các đạo lý vô thường, vô ngã, duyên sinh, một khi được tuyên thuyết lên thì tất cả những ai lâu nay nương náo và cảm thấy an ổn trong vô minh và trong quên lãng đều phải giật mình. Loài người cũng vậy mà loài trời cũng vậy. Khi bừng tỉnh giấc mơ, mọi người thấy được sự thật chối lòa. Thì đã lâu nay chúng ta đang ôm lấy hiểm nguy. Chúng ta đã nhận cái vô thường làm cái thường, cái vô ngã làm cái ngã, cái khổ làm cái vui, cái tạm bợ làm cái vĩnh cửu, cái giả làm cái thật. Đã đến lúc chúng ta phải phá tung tất cả những màn lưới quên lãng và luận chấp mà đi. Đại chúng, các học thuyết của nhân gian đều bị ràng buộc vào ý niệm có và không. Pháp âm của đạo giác ngộ đưa nhân gian ra khỏi màn lưới dày đặc của muôn ngàn lý luận ấy. Đạo lý giác ngộ vượt thoát mọi ý niệm có không. Mỗi khi có một bậc giác ngộ ra đời là pháp âm giác ngộ lại được dịp vang động như tiếng hải triều. Khi hải triều lên, tất cả đều bị cuốn phăng theo ngọn sóng. Pháp âm giác ngộ cũng hùng vĩ như tiếng hải triều. Đại chúng, nhân gian thường bị vướng mắc trong bốn cái cạm bẫy lớn. Cạm bẫy thứ nhất là dục lạc. Cạm bẫy thứ hai là kiến thức. Cạm bẫy thứ ba là nghi lễ. Cạm bẫy thứ tư là ý niệm về ngã.
dướng mắt vào các cạm bẫy ấy, con người không còn dùng dãy được. Pháp âm giác ngộ đưa con người thoát ra bốn thứ cạm bẫy lớn này. Đại chúng, đạo lý duyên khởi là con đường đưa mọi người ra khỏi mọi cố chấp và cạm bẫy. Các vị phải thường xuyên quan sát tự tánh duyên khởi trong đời sống hàng ngày của các vị, nơi thân thể, nơi cảm thọ, nơi tâm ý và nơi dạng pháp đối tượng của tâm ý. Buổi thuyết pháp của Phật được Đại Đức Ananda trùng tuyên ngày hôm sau tại giảng đường Lộc Mậu. Đại Đức đặt tên cho bài thuyết pháp này là Kinh Tiếng Gầm của Sư Tử. Mùa an cư năm ấy, rất nhiều vị khất sĩ trong tu viện mắc phải bệnh sốt rét. Có nhiều thầy sốt cho đến ốm o và xanh xao. Rất nhiều thầy không đủ sức để ôm bát đi khất thực. Họ phải nằm tại nhà chờ các vị khác đi khất thực về chia sẻ thức ăn với họ. Nhưng hầu hết thức ăn xin được là cơm có chan nước cà ri. Thức ăn này quá cứng và quá khô đối với người bệnh. Thành ra những vị khất sĩ bị sốt không thể nào nuốt được. Biết vậy, Phật cho phép giới cư sĩ cúng dường cho các vị khất sĩ bệnh các thức ăn mềm và có nhiều chất lượng bổ dưỡng như mật, sữa, đường, đề hồ và dầu. Nhờ những thức ăn ấy, các vị khất sĩ bị bệnh phục hồi được sức khỏe một cách từ từ. Một hôm sau giờ ngồi thiền, Phật nghe tiếng quạ kêu râm ran bốn phía. Người đi ra thì thấy một số các vị khất sĩ đang cho quả ăn các thức ăn rất quý đã được cúng dường đặc biệt cho người bệnh. Các vị khất sĩ này là những người được cử ra săn sóc cho bệnh nhân. Họ trình với Phật rằng sở dĩ họ phải cho quả ăn các thức ăn quý giá này vì có một số các vị khất sĩ sốt vào buổi sáng nên không thọ thực được. Quá giờ ngọ thì họ không ăn nữa, cho nên thức ăn phải đem cho quả ăn. Phật hỏi tại sao không giữ các thức ăn này lại cho ngày mai. Các vị trả lời là họ không được phép giữ thức ăn qua đêm. Phật dạy trong khi bệnh, các vị khất sĩ có quyền thọ thực sau giờ ngọ và cũng có quyền giữ các thức ăn đến ngày hôm sau. Một y sĩ tại thủ đô đã đến gặp Đại Đức Xá Lợi Phất và đề nghị với Đại Đức một thứ thức ăn được chế biến bằng năm yếu tố có nhiều chất đạm để bồi bổ cho các vị khất sĩ đã vì sốt và rét mà trở nên ốm yếu xanh xao. Chương 62. Đừng vội tin, cũng đừng vội bàn bác. Mùa an cư hoàn mãn, Đại Đức Xá Lợi Phất đến từ biệt Phật để lên đường hành hóa. Phật chúc Đại Đức lên đường bình yên, thân thể và tâm trí nhẹ nhàng, không gặp quá nhiều khó khăn trên đường giáo hóa. Đại Đức Xá Lợi Phất cảm tạ và lên đường ngay sau đó. Trưa hôm ấy, có một vị khất sĩ lên tìm Phật và phàn nàn với người là thầy đã bị Đại Đức Xá Lợi Phất hất hủi. Phật hỏi hất hủi như thế nào, vị khất sĩ ấy đáp: Dạ, con hỏi thầy đi đâu, thầy đã không thèm trả lời mà lại còn xô ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. Phật bảo Ananda: Chắc là Đại Đức Xá Lợi Phất chưa đi xa đâu. Ananda, hãy nhờ một vị sa di đi tìm Đại Đức Xá Lợi Phất về. Tối hôm nay chúng ta sẽ tập hợp đại chúng ở giảng đường Kỳ Đà. Đại Đức Ananda vâng mệnh. Chiều hôm ấy, Đại Đức Xá Lợi Phất trở về tu viện với vị sa di. Thầy lên trình diện Phật. Phật bảo: Xá Lợi Phất, tối hôm nay chúng ta sẽ họp tại giảng đường. Có vị khất sĩ buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy và bỏ đi không thèm xin lỗi. Các đại đức Mục Kiền Liên và Ananda chiều hôm đó tay cầm sâu chìa khóa đi vào khắp các tăng xá của tu viện. Tới đâu họ cũng thông báo về cuộc họp tối nay. Họ nói:
Mời chư huynh đệ tối nay tới họp mặt đông đảo tại giảng đường. Tối nay sư huynh Xá Lợi Phất thế nào cũng gầm lên tiếng gầm sư tử của sư huynh trước mặt Thế Tôn và đại chúng, sẽ hào hứng lắm. Tối hôm ấy, giảng đường không thiếu mặt ai. Ai cũng muốn biết đại đức Xá Lợi Phất phản ứng thế nào trước người lâu nay đã tỏ thái độ ganh ghét và hờn giận mình. Ai cũng biết rằng đại đức Xá Lợi Phất là một đệ tử lớn của Phật và được Phật tin yêu, và vì vậy ông đã là mục tiêu của rất nhiều sự hiểu lầm và ganh ghét. Trong giới môn đệ Phật, có người nghĩ rằng Phật đã tin cậy Xá Lợi Phất một cách quá đáng, rằng người đã quá nghe lời Xá Lợi Phất, hoặc đã đi tới những quyết định dưới ảnh hưởng nặng nề của vị đại đức này. Có người lại nghĩ rằng nếu họ bị Phật quở trách và giáo giới, đó cũng vì Phật đã nghe những lời nói ra nói vào của đại đức Xá Lợi Phất, và họ đem lòng hận thù đại đức. Họ nhắc mãi tới việc năm xưa có lần Phật đã mời Xá Lợi Phất ngồi chung một ghế. Có một thầy tên là Kokalika, trước đây cũng từng cư trú tại tu viện Kỳ Viên và đã từng thù ghét các sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến nước không ai có thể can ngăn được. Chuyện đã xảy ra cách đây trên 8 năm nhưng vẫn còn đậm nét trong lòng thầy Ananda. Theo thầy Kokalika thì cả hai vị đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là những người tu hành giả dối, đều là những người hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika lớn quá khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Phật đã có lần gọi thầy tới và bảo: "Này khất sĩ Kokalika, đừng có nói rằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Tuy nhiên, vì tâm thầy Kokalika đã bị hận thù che lấp nên thầy không tiếp nhận được lời của Phật. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó, thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên mình mẩy mọc ra hàng vạn cái mục nhỏ lớn bằng hạt cải. Những cái mục này lớn lên bằng những hạt đậu, rồi những chiếc mục ấy vỡ ra, chảy đầy máu và mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Phật rất xót thương. Người bảo: hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Sau khi làm ung thối tâm hồn, những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh rất kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Đại đức Ananda biết hết những tính nết đó nên đã ngần ngại rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm làm thị giả cho Phật. Trong những điều kiện thầy đưa ra, có điều kiện là nếu làm thị giả cho Phật, thầy xin Phật đừng bao giờ cho thầy áo, đừng cho thầy ngủ chung một phòng và đừng bao giờ chia cho thầy những thức ăn mà người ta cúng dường riêng cho Phật. Thầy biết rất rõ là trong số những người đến với Phật, có nhiều người muốn được Phật tiếp xử bằng một thái độ đặc biệt, và nếu không được tiếp xử như thế, họ cảm thấy buồn tủi, và từ sự buồn tủi đó, họ có thể sinh ra hờn oán và ghét bỏ luôn cả Phật. Đại đức Ananda nhớ rằng hồi Phật an cư tại làng Kamasadamda ở Cự Thường Di, có một người đàn bà tên là Magandika đã vì không được Phật đối xử một cách đặc biệt mà sinh lòng thù hận Phật. Magandika là một phụ nữ xinh đẹp, con gái của một gia đình Bà La Môn. Lần đầu thấy Phật, hồi đó Phật mới có 44 tuổi, cô đã đem lòng yêu mến người. Rồi khi tình cảm đó lớn mạnh, cô đòi hỏi Phật có một biệt nhãn đối với cô. Cô đã làm mọi cách để Phật đối xử với cô như một người đặc biệt, nhưng cô không thành công. Rốt cuộc, tình cảm biến thành thù hận. Sau này cô trở thành thứ hậu của vua Udena xứ Vamsa. Cô đã dùng quyền thế và phương tiện của cô để cho người đi nói xấu và nhục mạ Phật,
làm áp lực cho những chính quyền quận và ấp đừng cho Phật và giáo đoàn tới thuyết pháp. Cô lại tìm cách trả thù và hành hạ Dương Phi Samapati, một người rất được vua Udayana ân sủng, chỉ vì người này là đệ tử rất thuần kính của Phật. Thấy Phật bị nhục mạ và làm khó dễ quá, Đại Đức Ananda đề nghị người nên đi hành đạo tại một xứ khác. Phật hỏi: nếu gì tới xứ khác mà cũng bị nhục mạ và làm khó dễ nữa, thì ta sẽ đi đâu? Ananda nói: dạ, thì ta nên tới một xứ khác nữa. Phật bảo: nói như vậy không được. Ananda, gặp khó khăn ta không nên nản lòng, phải từ trong môi trường khó khăn ấy mà tìm giải pháp ổn thỏa. Ananda, nếu ta thực tập phép hành xả, ta sẽ không thấy khó chịu khi bị nhục mạ, và những lời nhục mạ ấy không động được đến ta. Những người chửi rủa ta sẽ không làm tổn thương được ta và chí hướng ta nếu ta thực tập được phép xả. Còn họ, họ sẽ phải chịu đựng những kết quả của sự chửi rủa của họ. Khi một người nhổ nước bọt lên trời với ý định làm bẩn trời, trời đã không bị bẩn mà nước bọt sẽ rơi xuống mặt người nhổ nước bọt. Phật đã thành công năm xưa ấy. Ananda thấy lòng bình thản và không lo ngại gì cho Đại Đức Xá Lợi Phất tối nay. Đạo hạnh của Xá Lợi Phất đã được số đông các huynh đệ công nhận. Nếu đứng vào địa vị của Phật, chắc Ananda cũng phải làm như Phật và cũng phải trọng dụng Đại Đức Xá Lợi Phất. Sư huynh Xá Lợi Phất thật xứng đáng ở địa vị một huynh trưởng, thông minh xuất chúng, kiến giải và đạo hạnh cao siêu. Sư huynh đã từng thay thế Phật nhiều lần trong việc lãnh đạo giáo đoàn. Sư huynh đã thuyết pháp nhiều lần và nhiều bài pháp thoại của sư huynh đã được Phật khen ngợi và cũng được trùng tuyên thành kinh điển. Chính kinh Dấu Chân Voi là do sư huynh nói. Trong kinh này, sư huynh đã dạy về Tứ Diệu Đế. Sư huynh không lặp lại những lời của Phật mà đã diễn giải Tứ Diệu Đế một cách rất kỳ thú, căn cứ vào sự tu chứng của bản thân sư huynh. Những lời sư huynh nói về bốn yếu tố đất, nước, lửa và không khí liên hệ tới năm uẩn, thật là những giáo lý kỳ đặc và mới mẻ. Khi Phật bước vào giảng đường, tất cả các vị khất sĩ đều đứng dậy. Người đưa tay mời mọi người an tọa, người cũng ngồi xuống pháp tọa để dành cho người và ra hiệu cho Đại Đức Xá Lợi Phất tới ngồi trên một chiếc ghế thấp bên tay phải của người. Đợi cho mọi người an tọa hết, Phật mới quay người lại nói với Đại Đức Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, có vị khất sĩ buộc tội thầy xô vị ấy ngã và bỏ đi mà không xin lỗi, thầy có điều gì nói về việc này không? Đại Đức Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay xá Phật, rồi chắp tay xá đại chúng. Thầy lên tiếng: Thế Tôn, một ông thầy tu không tu, không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu của mình mà bỏ đi không thèm xin lỗi? Thế Tôn, con nhớ bài học mà ngày xưa Thế Tôn đã dạy cho khất sĩ La Hầu La, hồi ấy mới 18 tuổi, cách đây trên 14 năm. Thế Tôn dạy La Hầu La học theo hạnh của đất, của nước, của lửa và của không khí để nuôi dưỡng và phát triển bốn đức từ bi, hỷ và xả. Hôm ấy con cũng có mặt. Thế Tôn dạy La Hầu La, nhưng con đã có cơ duyên học và thực tập bài học ấy trong suốt 14 năm qua, và con đã nhiều lần thầm biết ơn Thế Tôn về bài học ấy. Thế Tôn, con đã tập hành sự như đất và con đã thành công. Đất bao giờ cũng dày dặn, rộng lớn bao la, có khả năng thu nhận và chuyển hóa. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch như hoa, nước thơm, sữa thơm,
hoặc đổ và rải xuống đất những thứ dơ bẩn và hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ, đàm nhớt, thì đất cũng tiếp nhận những thứ đó một cách thản nhiên, không tham đắm, không giận hờn, cũng không dây tởm. Lại Phật, con đã quán niệm để thân và tâm con được như đất. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như vậy. Thế Tôn, con đã tập hành sự như nước. Khi người ta giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực quá giải và gạn lọc. Lại Thế Tôn, con đã quán niệm để thân và tâm con được như nước. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu mà bỏ đi không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Bạch Thế Tôn, con đã tập hành sự như lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những cái đẹp đẽ hoặc hôi hám và dơ bẩn, nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy hoặc tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận và chán chường. Lửa có năng lực thiêu đốt, gạn lọc và hóa giải. Lại Phật, con đã quán niệm để thân và tâm con được như lửa. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế Tôn, con đã tập hành sự như không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi hoặc thơm hoặc thối, dù mùi đó là mùi máu mủ phân và nước tiểu, mà không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường. Không khí có khả năng giải tỏa, gạn lọc và hóa giải. Lại Phật, con đã quán niệm để thân và tâm con được như không khí. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Bạch Thế Tôn, như một em bé dòng dõi hạ tiện, áo quần rách rưới, ôm bát vào làng sớm mà xin ăn, trong lòng không có một hào ly nào tự phụ, con cũng thế. Trái tim con cũng như trái tim của một em bé dòng dõi hạ tiện, luôn luôn tràn đầy khiêm cung, đâu có dám lên mặt với ai. Lại Phật, một ông thầy tu không quán niệm tâm ý nơi tâm ý, không có ý thức về những động tác của tâm ý, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Đại đức Xá Lợi Phất còn muốn nói nữa, nhưng vị khất sĩ buộc tội đại đức đã đứng dậy. Vị này dắt chéo áo Sangati lên vai và lạy xuống trước Phật, rồi quỳ xuống với hai bàn tay chắp lại. Vị ấy nói: Bạch Thế Tôn, con đã phạm giới, con đã buộc tội sư huynh Xá Lợi Phất một cách oan uổng. Con xin sám hối trước Phật và đại chúng để được thanh tịnh, và nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm. Phật nói: Thầy đã nhận mình là có lỗi trước đại chúng và sám hối, điều này rất tốt. Đại chúng đã chấp nhận sự sám hối của thầy. Quay lại đại đức Xá Lợi Phất, Phật nói: Mong đại đức bỏ qua lỗi lầm của vị khất sĩ này. Đại đức Xá Lợi Phất chắp tay: Con xin sẵn lòng bỏ qua nếu thầy ấy hối cải, và con cũng xin thầy ấy bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm có thể có của con. Vị khất sĩ đứng trước Xá Lợi Phất chắp tay lại làm lễ. Đại đức Xá Lợi Phất đứng dậy đáp lễ. Hai vị cung kính lạy nhau. Đại chúng rất hoan hỷ, không khí rất cởi mở và hòa dịu. Đại đức A Nan Đà đứng dậy nói: Sư huynh Xá Lợi Phất, mời sư huynh ở lại chơi với các huynh đệ dăm ba hôm, rồi sau đó hãy lên đường đi hành hóa. Rất nhiều người muốn được gặp gỡ thân mật với sư huynh. Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười, im lặng chấp thuận.
sau mùa an cư, Phật đi du hành ở nhiều thị trấn trong xứ. Một hôm người đến Kesabutra, thị trấn của bộ tộc Kalama, với trẻ tìm tới gặp người rất đông. Họ đã từng nghe tiếng Sa Môn Cồ Đàm nhưng chưa lần nào được gặp. Một thanh niên chắp tay hỏi Phật: Sa Môn Cồ Đàm, lâu nay có rất nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn đến viếng xứ Kesabutra này để giảng dạy đạo lý. Vị nào cũng nói chỉ có đạo lý của mình là hay và thường hay chê bai những đạo lý khác. Chúng con thật là bối rối, không biết đường nào mà đi, và rốt cuộc chúng con sinh ra nghi ngờ tất cả. Sa Môn, chúng con nghe nói người là bậc giác ngộ liêm trực, xin người cho chúng con biết là nên tin theo ai và không nên tin theo ai, ai là người nói đúng và ai là người đang truyền bá tà thuyết. Phật nói: Trong trường hợp này, nếu các bạn có sinh tâm nghi ngờ, đó cũng là việc tự nhiên dễ hiểu. Này các bạn đừng vội tin vào một điều gì, dù điều đó là điều mà người ta thường nói đến luôn, dù điều đó có trong kinh điển, dù điều đó là do một bậc thầy mà thiên hạ tôn sùng nói ra. Các bạn chỉ nên chấp nhận và tin vào những điều mà các bạn thấy hợp với lý trí của các bạn, những điều được các bậc hiền nhân đồng ý, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho đời sống. Còn những điều không hợp với lý trí, những điều bị các bậc hiền nhân chê trách, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới khổ đau và đổ vỡ, những điều đó các bạn nên bác bỏ, đừng chấp nhận. Người thanh niên Kalama nói: Xin Sa Môn Cồ Đàm chỉ bày thêm cho chúng con. Phật hỏi: Này các bạn, ví dụ có một người để tham vọng, giận hờn và si mê chế ngự tâm mình, thì những tham dục, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia vui hay là khổ? Thưa Sa Môn, những tham vọng, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia phạm vào tội ác và sẽ đem lại khổ đau lâu dài cho người ấy. Vậy thì sống theo tham vọng, giận hờn và si mê có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không? Dạ thưa không ạ. Giả dụ có một người kia sống theo hạnh từ bi, hỷ và xả, biết đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, biết làm giảm bớt nỗi khổ của người đời, biết vui theo niềm vui của kẻ khác, biết đối xử với kẻ khác một cách không kỳ thị, không oán trách, thì những hạnh từ bi, hỷ và xả ấy sẽ làm cho người ấy vui hay là khổ? Những hạnh ấy không những sẽ làm cho người ấy có hạnh phúc mà còn làm cho mọi người sống xung quanh có hạnh phúc nữa. Vậy thì sống theo từ bi, hỷ và xả có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không? Dạ thưa Sa Môn có. Hay lắm. Các bạn hiện có đầy đủ tư cách để phán xét những gì nên tin và nên chấp nhận, và những gì không nên tin và không nên chấp nhận. Tôi xin nhắc lại, chỉ nên tin và chấp nhận những gì hợp với trí xét đoán của mình, những gì được các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích, những gì mà nếu đem ra thực hành sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác, những gì trái chống lại thì nên từ chối, đừng chấp nhận. Những người trẻ trong bộ tộc Kalama rất lấy làm hoan hỷ sau khi nghe Phật nói. Họ nhận thấy giáo lý của Phật rất phù hợp với lý trí họ, không đòi hỏi một đức tin không điều kiện. Họ thấy nơi giáo lý ấy một niềm tôn trọng tự do tư tưởng rất lớn. Nhiều người xin được quy y làm học trò của Phật. Chương 63: Đường về biển cả. Trên đường đi, Phật ghé vào thị trấn Alavi. Tại đây, người được dân chúng đón tiếp và cúng dường trai phạn tại một trú sở công cộng. Đi theo Phật có 8 vị khất sĩ,
trong đó có thị giả của người là Ananda. Sau khi Phật và các vị khất sĩ đã thọ trai, mọi người đều ngồi lại ăn uống. Hôm ấy đến dự có khoảng 300 người. Cơm nước đã xong, Đại Đức Ananda tỉnh Phật nói pháp cho quần chúng. Mọi người đã ngồi yên sẵn sàng nghe Phật nói, thì một bác nông dân đẩy cửa bước vào. Bác đã đến trễ, vì sáng hôm nay bác phải đi tìm một con trâu lạc. Tìm được trâu rồi, bác đóng cửa chuồng trâu và vội vã tìm tới trụ sở buổi họp, chưa kịp bỏ một hạt cơm nào vào bụng. Biết bác nông dân đang đói, Phật không thuyết pháp vội, người bảo đem cơm và cà ri ra để bác nông dân ăn trước. Có người sốt ruột, bảo rằng 300 người mà phải chờ một người thì quá đáng, nhưng Phật nhất định chờ. Người chờ cho bác nông dân ăn cơm và uống nước xong mới bắt đầu thuyết pháp. Người nói: Thưa quý vị, nếu tôi thuyết pháp trong khi bác nông dân này đang đói bụng thì bác sẽ không theo dõi được bài giảng, và như thế sẽ là thiệt hại cho bác. Đại chúng nên biết không có gì khổ bằng đói. Cái đói nó hành hạ ta và làm cho ta mất hết thanh tịnh và an lạc. Chúng ta phải nghĩ tới những kẻ bị đói, người lớn cũng như trẻ em. Đói vì ăn cơm trễ đã là khổ rồi, huống hồ không được ăn trong nhiều ngày nhiều tháng. Ta phải làm sao để đừng có ai bị đói trên cuộc đời này mới được. Ngược dòng sông Hằng, Phật hướng về Cự Thường Di phía tây bắc. Đứng bên dòng sông, Phật nhìn thấy một khúc gỗ đang theo dòng chảy về phương đông. Người gọi các vị khất sĩ cùng đi, chỉ cho họ thấy khúc gỗ đang trôi và nói: Các vị khất sĩ, khúc gỗ kia nếu không bị dướng mắc vào hai bờ, nếu không chìm đắm nửa chừng, nếu không dướng vào một voi cát, nếu không bị người ta vớt lên, nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy, và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra, thì sẽ cứ trôi như thế cho đến ngày ra được biển cả. Các vị cũng thế, trên con đường tu đạo, nếu các vị không bị dướng mắc vào hai bờ, nếu các vị không bị chìm đắm nửa chừng, nếu không bị dướng mắc vào một voi cát, nếu không bị người ta vớt lên, nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy, và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra, thì chắc chắn các vị cũng sẽ đi về tới đại dương của sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Các vị khất sĩ hỏi Phật: Xin Thế Tôn nói rõ cho chúng con hiểu, thế nào là dướng mắc vào hai bờ, thế nào là không bị chìm đắm nửa chừng, thế nào là không bị cuốn theo dòng nước xoáy? Bị dướng mắc vào hai bờ tức là bị dướng mắc vào sáu giác quan và sáu loại đối tượng. Sống tinh cần và tỉnh thức thì các vị sẽ không đánh mất chánh niệm và sẽ không bị kẹt vào những cảm thọ do sự xúc tiếp giữa sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng gây ra. Chìm đắm nửa chừng tức là bị những sợi dây tham dục và mê đắm buộc lại và không còn đủ sức để đi tới, và rốt cuộc phải nửa chừng bỏ lỡ sự nghiệp tu học của mình. Dướng vào một voi cát tức là dướng vào sự phục vụ cái ngã của mình, suốt đời chỉ nhắm tới chuyện quyền lợi và hư danh mà quên đi mục đích tối hậu là giải thoát. Bị người ta vớt lên nghĩa là mãi mê cái vui phàm tục, chỉ ưa la cà suốt ngày suốt buổi rong chơi với bạn xấu mà bỏ nhãn công việc tu hành. Cuốn theo dòng nước xoáy có nghĩa là chìm đắm trong dũng tù của năm thứ dục lạc, ăn ngon mặc đẹp, sang giàu dâm dục, hư danh và lười biếng mê ngủ. Một nát từ bên trong một nát ra là sống đời sống đạo đức giả dối, lường gạt quần chúng, lợi dụng đạo pháp để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Các vị khất sĩ, các vị nên tinh tiến tu học, giữ gìn để đừng vướng mắc vào một trong sáu trở ngại đó. Như thế, các vị chắc chắn sẽ đi về quả vị giác ngộ,
như khúc gỗ kia, nếu không bị vướng mắc vào bất cứ trở ngại gì trên sông thì sẽ chắc chắn về được tới biển cả. Trong lúc Phật giảng dạy cho các vị khất sĩ thì có một thiếu niên chăn trâu khoảng 16 tuổi đứng gần đó. Thanh niên này tên là Nan Đà, trùng tên với vị khất sĩ Nan Đà, em cùng cha khác mẹ với Phật. Nan Đà được nghe Phật giảng thích lắm. Chàng đến gần Phật, xin Phật cho chàng đi theo làm học trò người. Chàng nói: Sa môn, con cũng muốn được như các vị khất sĩ có dung mạo trang nghiêm kia. Con cũng muốn tu học như các vị. Con hứa sẽ đem hết sức mình để tu học, để đừng bị vướng vào hai bờ, đừng bị chìm đắm nửa chừng, để đừng bị vướng vào một voi cát, để đừng bị người ta vớt lên, để đừng bị cuốn theo dòng nước xoáy, và để đừng bị mục nát từ trong mục nát ra. Xin Sa môn nhận con là học trò của người. Thấy thiếu niên tuy ít học mà có vẻ thông minh, Phật gật đầu. Người hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạch Sa môn, con 16 tuổi. Con có cha mẹ ở nhà không? Cha mẹ của con đều đã mất, con không có anh em và bà con nào hết. Con chỉ ở và giữ trâu cho một người giàu có trong làng mà thôi. Phật hỏi tiếp: Con có thể ăn một ngày một bữa không? Con đã quen ăn như thế từ lâu rồi. Phật nói: Đáng ra con phải có đủ 20 tuổi mới được chấp nhận vào giáo đoàn. Tuổi chưa 20 thì chưa đủ sức chịu đựng được nếp sống không nhà không cửa. Nhưng con là một thiếu niên đặc biệt, ta sẽ xin giáo đoàn cho con được miễn điều kiện tuổi tác. Con sẽ tập sự 4 năm với tư cách một sa di trước khi thọ giới khất sĩ. Bây giờ con đi lùi trâu về trả cho chủ của con đi, và con xin phép chủ con cho con nghỉ việc. Xong xuôi con hãy đến tìm ta. Thiếu niên thưa: Bạch Sa môn, con không cần làm như thế. Những con trâu này khôn lắm, chúng có thể đi về chùa một mình mà không cần con lùa. Nhưng con phải lùa chúng về, giao chúng lại cho chủ đàng hoàng và xin phép chủ nghỉ việc thì con mới được chấp nhận theo ta. Nếu lỡ con lùa trâu về giao cho chủ và xin phép chủ được rồi, nhưng khi con trở lại Phật và các thầy đã đi hết rồi thì sao? Phật cười: Con đừng lo, ta đã hứa thì chúng ta sẽ đứng đây chờ con. Nan Đà sung sướng đi lùa trâu về chuồng. Phật gọi khất sĩ Cát Tường, người nói: Cát Tường, thầy giao cho con hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này. Thầy tin rằng con biết cách giúp nó. Cát Tường chắp tay phụng mệnh. Thầy Cát Tường năm nay đã 39 tuổi. Thầy biết tại sao Phật giao trách nhiệm hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này. Được gặp Phật hồi còn 11 tuổi, Cát Tường đã được Phật cho xuất gia năm thầy lên 21. Chính vì Cát Tường mà Phật đã nói kinh chăn trâu. Kinh này thầy Cát Tường vẫn thuộc lòng. Thầy đã từng trùng tuyên kinh này rất nhiều lần cho các bạn đồng tu. Cậu bé này sẽ được tập sự xuất gia và 4 năm sau sẽ được thọ giới khất sĩ. Thầy Cát Tường tin tưởng là mình đủ sức để hướng dẫn chú bé Nan Đà này. Đã đến lúc Phật giao cho thầy trách vụ tiếp độ những người trẻ tuổi. Bạn thân nhất của thầy là Đại Đức La Hầu La, năm nay cũng đã 36. Tất cả mấy đứa em của thầy Cát Tường đến nay đã có vợ và có chồng, ai cũng có gia đình và nhà cửa riêng. Ngôi nhà ngày xưa của gia đình Cát Tường bây giờ đã xiêu vẹo và đổ nát. Trong một chuyến du hành ngang qua thôn U Lâu Tần Loa, Cát Tường đã ghé thăm lại chốn cũ năm xưa khi thầy còn 11 tuổi, một mình mới đi chăn trâu nuôi 4 đứa em. Năm ấy Tru Ba mới 7 tuổi, Ba La mới 5 tuổi, Hi Ma mới 2 tuổi. Năm nay Hi Ma đã 30 tuổi rồi, cũng như chị nó là Ba La, Hi Ma đã có chồng có con. Em trai của Cát Tường sau khi cưới vợ đã đi lập nghiệp ở một nơi khác.
Các tường đã có gần 20 đứa cháu, và trong số đó cũng có những đứa đang đi chăn trâu cho người khác như Các Tường và Rupa ngày xưa. Các Tường nhớ có lần thầy đã mời thầy La Hầu La ghé lại quê nhà. Lúc đó Rupa đã cưới vợ và đi sinh sống nơi khác. Hai đứa em gái còn ở với nhau, sống vào nghề làm bánh. Các Tường đã cùng đi với La Hầu La ra bờ sông. Nhớ lời hứa với bạn, Các Tường đã đi tìm bọn chăn trâu đang thả trâu cho ăn bên bờ cỏ cạnh sông Ni Liên Thuyền và bảo chúng để cho La Hầu La thử cởi lên mình trâu. Lúc đó La Hầu La đã thọ giới khất sĩ rồi nên hơi ngần ngại. Nhưng cuối cùng La Hầu La đã cởi áo Sangati trao cho Các Tường cầm. Một em bé một đồng chỉ cho La Hầu La cách leo và ngồi lên mình trâu. Thấy con trâu to lớn nhưng quả thật hiền lành, La Hầu La làm đúng theo lời em bé. Ngồi trên mình trâu, để trâu thông thả bước đi, La Hầu La cho Các Tường biết cái cảm giác lạ của thầy. La Hầu La ý thức về cảm giác ấy. Rồi La Hầu La nói không biết nếu thấy cảnh này Phật sẽ nghĩ gì. Các Tường biết nếu không đi tu, nếu ở lại hoàng cung để sau này làm vua, chắc hẳn La Hầu La sẽ không bao giờ có dịp cởi lên mình trâu mà đi như hôm nay. Chú bé Nan Đà đã trở lại. Đại đức Các Tường trở về với giờ phút hiện tại. Thầy bảo Nan Đà tới gần thầy và cho chú biết thầy sẽ là thầy nương tựa của chú. Ngay tối hôm ấy, Nan Đà được xuống tóc là một vị sa di. Chú tiểu mới này được dạy cách mặc áo, mang bát và những cách đi, đứng, nằm, ngồi theo chánh pháp. Nan Đà đã 16 tuổi và có vẻ chín chắn. Thầy Các Tường nghĩ rằng hướng dẫn chú sa di này không phải là việc khó. Thầy nhớ năm xưa ở tu viện Trúc Lâm có một nhóm 17 em bé được các thầy trong tu viện chấp nhận vào giáo đoàn để tu học. Em lớn nhất 17 tuổi và em bé nhất chỉ mới có 12. Tất cả đều là con nhà khá giả. Đứa lớn nhất tên là Upali, 16 em kia đều là bạn chơi thân của Upali. Khi Upali xin đi xuất gia, cả bọn 16 đứa kia đòi cha mẹ cho đi tu theo. Sau khi được chấp nhận, bọn trẻ được khép vào kỷ luật của tu viện. Luật của tăng đoàn là không thể ăn quá ngọ. Đêm đầu mấy em nhỏ đói quá nên khóc, các thầy bảo phải đợi tới ngày mai mới được ăn cơm. Buổi sáng Phật hỏi các thầy sao ban đêm lại có tiếng trẻ em khóc. Các thầy trình bày lại tự sự. Phật bảo: từ nay về sau, các thầy không nên nhận vào giáo đoàn những người dưới 20 tuổi. Các em chưa đủ sức để chịu đựng nếp sống của người khất sĩ. Tuy nhiên, vì các em đã được chấp nhận lỡ rồi nên vẫn được giữ lại. Phật dạy các thầy nên cho phép các em từ 15 trở xuống được ăn thức ăn nhẹ vào buổi chiều, cũng như La Hầu La hồi còn 8 tuổi. Em bé nhỏ nhất năm ấy, năm nay cũng đã được thọ giới khất sĩ